Thiết kế trên Corolla Atis mới theo hướng năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn lịch lãm. Lưới tản nhiệt được mở rộng hơn cùng với những chi tiết mạ chrome. Cụ thể, cụm đèn LED phía trước được thiết kế với hình chữ J cách điệu. Cụm đèn và cản sau với thiết kế nổi khối tạo nên sự bề thế cho xe. Toàn bộ thân xe với khung gầm TNGA mới mang lại trọng tâm thấp, thể thao cùng bộ la răng 17 inch trên bản Corolla Atis 1.8 HEV và 1.8V. Trên phiên bản 1.8 HEV mới, mẫu xe được trang bị các tiện nghi như hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình cảm ứng 9 inch kết nối không dây với điện thoại thông minh, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập với cửa gió trước và sau. Về vận hành, phiên bản Hybrid 1.8 HEV mang đến khả năng tăng tốc êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với 4.3 lít 100 km trên cung đường đô thị. Ở phương diện an toàn, Corolla Atis được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 với các tính năng cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Trên nền tảng TNGA mới, hệ thống treo của Corolla Atis mới được cải thiện đáng kể, mang lại độ bám đường và sự êm ái cho hành khách. Toyota Corolla Atis 2022 được phân phối với 5 màu ngoại thất, đi kèm giá bán lẻ từ 719 triệu đồng.